Xin chào các bạn, mình là Phương Thảo, đồng sáng lập ứng dụng thai giáo và chăm sóc trẻ sơ sinh Mommy Baby. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong video này. Video nói về nếp ăn ngủ hay còn gọi là lịch sinh hoạt dành cho các em bé 1 tháng tuổi. Và trong video này thì mình sẽ nói về cả nếp sinh hoạt easy lẫn nếp sinh hoạt không phải là easy nhưng mà vẫn chuẩn khoa học các bạn nhé. Chúng ta hãy cùng bắt đầu. Ơi, khi mà các bạn đang theo dõi video này thì hãy chuẩn bị tinh thần để chụp ảnh màn hình nhé. Bởi vì trong video này mình sẽ cho các bạn 3 bảng thông số rất quan trọng. Bảng thứ nhất đó chính là chỉ số ngủ cho các em bé 1 tháng tuổi. Bảng thứ hai đó là lịch ăn ngủ cho em bé 1 tháng tuổi theo Easy. Và bảng thứ ba đó là lịch ăn ngủ cho các em bé không theo Easy nhưng mà vẫn chuẩn khoa học và được đưa ra bởi một chuyên gia luyện ngủ uy tín. Như mình đã nói, bảng đầu tiên có thể nói là bảng quan trọng nhất, đó chính là bảng chỉ số ngủ cho các em bé 1 tháng tuổi. Ở đây 1 tháng tuổi là các em bé từ 4 tuần tuổi trở lên và sinh đủ tháng các bạn nhé. Nếu như mà em bé của các bạn sinh non hoặc là nhẹ cân thì các bạn có thể lùi easy, lùi nếp sinh hoạt, lùi các chỉ số này xuống một chút xíu để phù hợp với con của mình. Và chỉ số ngủ cho các em bé 1 tháng tuổi như sau. Đầu tiên là chỉ số ngủ cả ngày cho em bé từ 16 tới 18 tiếng, một số em bé có thể ngủ tới 20 hoặc là 21 tiếng. Thời gian ngủ đêm của em bé là từ 8 cho tới 11 tiếng. Thời gian ngủ ngày đó là từ 6 cho tới 8 tiếng và số giấc ngủ ngày của em bé là 4 cho tới 5 giấc. Các bạn cho con ngủ theo đúng nhu cầu của mình và điều quan trọng nhất là tránh việc em bé bị thiếu ngủ. Nếu như mà có một ngày nào đó em bé bị thiếu ngủ hay là bạn cảm thấy là con ngủ hôm nay ít quá thì bạn cần phải cho con ngủ bù luôn vào ngày hôm sau để tránh việc là em bé bị nợ ngủ. Nợ ngủ có nghĩa là nhiều ngày thiếu ngủ cộng dồn vào với nhau và khiến cho em bé bị nợ ngủ. Những dấu hiệu của một em bé bị thiếu ngủ đó là con cáu gắt, khó chịu, gắt gỏng, khó vào giấc ngủ các bạn nhé. Chúng ta đừng nghĩ rằng khi một em bé thiếu ngủ thì con sẽ dễ ngủ hơn, tức là thiếu ngủ hôm trước thì hôm sau sẽ dễ ngủ hơn. Không phải như thế đâu ạ. Khi mà một em bé thiếu ngủ thì bị căng thẳng, bị kích thích và việc này làm cho con vào giấc càng khó hơn. Đó chính là lý do mà có nhiều mẹ thì nhắn cho Mommy Baby là một ngày con khó ngủ thôi là kéo theo cả ngày hôm sau hoặc là kéo theo cả các cữ sau cũng rất là quấy. Điều này là có nguyên do của nó đấy ạ. Nếu như mẹ em bé của các bạn đang ngủ quá nhiều giấc, ví dụ như có một số mẹ bảo là bé nhà em ban ngày ngủ 7 giấc cơ ạ, thì đây là lúc mà chúng ta cần phải điều chỉnh lịch sinh hoạt cho con các bạn nhé, bởi vì ngủ 7 hoặc là 8 giấc một ngày tức là con đang bị ngủ vặt đấy ạ. Trong số các chỉ số ngủ này thì có một chỉ số nữa không phải là chỉ số ngủ nhưng mà cũng cực kỳ quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp tới giấc ngủ của con, đó là chỉ số thức. Chỉ số thức này còn có tên gọi tiếng Anh đó là wake window và chỉ số thức này chính là thời gian con thức giữa hai giấc ngủ và được tính từ lúc mà con kết thúc giấc ngủ trước cho tới khi con bắt đầu giấc ngủ sau. Ví dụ như thế này ạ, bạn cho em bé đi ngủ lúc 7 giờ và em bé thức dậy lúc 9 giờ. Khi mà em bé thức dậy lúc 9 giờ thì em bé chơi, em bé ăn, em bé vệ sinh tới 10 giờ lại ngủ giấc tiếp theo. Như vậy thời gian thức hay còn gọi là wake window ở đây sẽ được tính từ 9 cho tới 10 giờ, tức là 1 tiếng đồng hồ. Đối với một em bé 1 tháng tuổi thì wake window hay còn gọi là thời gian thức của bé sẽ dao động trong khoảng từ 60 đến 90 phút. Và bạn lưu ý một điều là đừng bao giờ để con của mình thức quá 90 phút nhé, bởi vì con rất là dễ bị mệt và gắt ngủ. Đó là lý do mà có nhiều mẹ bảo là con em khóc liền 3-4 tiếng hoặc có khi là con khóc 5-6 tiếng mà không vào được giấc ngủ. Lý do của điều này là bởi vì con đã bị thức quá nhiều đấy ạ. Thức quá nhiều quá mệt thì lại càng khó ngủ hơn nữa. Vì vậy mà việc chọn được thời điểm vàng để cho con vào phòng ngủ là điều rất quan trọng. Bất cứ khi nào bạn thấy con có dấu hiệu buồn ngủ đầu tiên như là ngáp, rụi, lờ đờ, không thích hoạt động nữa thì đó chính là lúc mà nên đưa con vào phòng ngủ để chuẩn bị cho một giấc ngủ mượt mà. Bạn lưu ý một điều là thời gian thức của con là 60 đến 90 phút nhưng mà không phải em bé nào cũng có thể thức được tới 90 phút đâu các bạn nhé. Mình cần phải theo dõi dấu hiệu của con và đừng ép con thức quá là nhiều bởi vì sẽ dễ dẫn đến gắt ngủ đấy ạ. Có những em bé chỉ thức được khoảng 50 phút thôi thì mình cũng cho con đi ngủ, hoặc là có những em bé thức được 60-70 phút và không phải em bé nào cũng thức được tới 90 phút. Những chỉ số ngủ đó là những chỉ số quan trọng mà mẹ nên ghi nhớ để có thể giúp con mình ngủ đúng khoa học. Và điều quan trọng là bạn cho con theo nếp sinh hoạt nào cũng được, miễn sao là chuẩn các chỉ số ngủ đó thì bạn có thể an tâm. Chúng ta không bắt buộc phải luyện easy, không bắt buộc phải theo chuyên gia luyện ngủ này hay là luyện ngủ khác đâu ạ. Điều quan trọng là mình theo các phương pháp luyện ngủ nhưng mà vẫn lắng nghe nhu cầu của con mình. Và nội dung thứ hai mà mình chia sẻ trong video này sẽ là lịch sinh hoạt hay còn gọi là lịch ăn ngủ theo easy của một em bé 1 tháng tuổi. Nếp sinh hoạt easy thì đã rất là phổ biến tại Việt Nam và cũng được rất nhiều mẹ yêu thích đúng không ạ? Và với em bé 1 tháng tuổi thì các mẹ hãy áp dụng cho con easy 3 nhé. Easy 3 có nghĩa là 3 tiếng em bé sẽ ăn một lần. 3 này thì các bạn có thể nhớ bằng một công thức đơn giản, đó là 3 bằng 1 cộng 2, tức là 1 giờ thức và 2 giờ ngủ. Em bé không phải là một cái máy ạ. Thế nên là nếu mà cứ chuẩn chỉnh 3 giờ thì sẽ rất là khó cho các con và mẹ. Hãy cho con độ dao động khoảng 30 phút các bạn nhé. Với nếp sinh hoạt Easy 3 mà các bạn đang nhìn thấy trên màn hình thì em bé sẽ ngủ 4 giấc ngày. Trong đó 3 giấc đầu tiên là 3 giấc dài, mỗi giấc dài khoảng 1,5 tới 2 tiếng đồng hồ. Và giấc cuối cùng là một giấc đệm ngắn,
chỉ dài khoảng 30 cho tới 45 phút. Giấc đệm ngắn thứ tư này có vai trò là giúp cho em bé được nghỉ ngơi, được ngủ đệm một chút và con không bị quá mệt trước giấc ngủ đêm. Nếu như mà mẹ nào mà có thể luyện cho con theo Easy 3 thì thực sự là điều rất tuyệt vời đấy ạ. Con sẽ được ăn ngủ chuẩn khoa học và mẹ thì luôn luôn biết trước được lịch trình của con, không bị bối rối mỗi khi con khóc và không bị tự hỏi bản thân mình người vạn câu hỏi vì sao là bây giờ nên ăn hay nên ngủ nhỉ? Tại sao con lại khóc nhỉ? Con có đói không? Hay bỉm có bẩn không? Hay con có gắt ngủ không? Nếu mà em bé nào theo được lịch Easy 3 thì đó là điều rất tuyệt vời và mẹ đừng bỏ qua cơ hội luyện Easy 3 cho con nhé. Nếu như mà bạn gặp bất cứ khó khăn nào trong việc luyện Easy hay là luyện ngủ nói chung của con thì hãy tải ứng dụng Mommy Baby về điện thoại hoặc là truy cập website mommybaby.com.vn và để lại câu hỏi tại đó để đội ngũ Mommy Baby của chúng mình hỗ trợ bạn. Và các bạn ơi, nếu như mà con của bạn không theo được nếp sinh hoạt Easy thì cũng không sao cả, đó là một điều rất là bình thường ạ. Easy là nếp sinh hoạt được đưa ra bởi chuyên gia luyện ngủ Tracy Hawk, nhưng mà nếu như em bé của bạn không thích nếp sinh hoạt này thì bạn hãy chuyển sang những nếp sinh hoạt khác cho con. Và sau đây Mommy Baby sẽ giới thiệu một nếp sinh hoạt khác của y tá đồng thời cũng là chuyên gia luyện ngủ Clara Dumeplin dành cho những em bé 1 tháng tuổi. Và nếp sinh hoạt này dành cho những em bé ngủ ngắn hơn một chút xíu, tức là mỗi giấc ngủ ngày của con không thể dài được 1 tiếng rưỡi hoặc là 2 tiếng mà có khi chỉ loanh quanh khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi ạ. Bạn có thể nhìn thấy trên màn hình chúng mình đang cho hiển thị nếp sinh hoạt của chuyên gia luyện ngủ Clara Dumeplin dành cho những em bé 1 tháng tuổi, trong đó có 5 giấc ngủ ngày. Mỗi giấc này có giấc thì dài 1 tiếng, có giấc thì dài 2 tiếng và đặc biệt có một điểm chung với nếp sinh hoạt Easy, đó là giấc ngủ cuối ngày chỉ dài khoảng 30 cho tới 45 phút thôi các bạn nhé, bởi vì giấc này chỉ mang tính chất là giấc đệm thôi ạ. Nếu giấc ngủ ngày cuối cùng mà quá dài thì giấc đêm con sẽ bị khó vào giấc cũng như là dễ bị lục đục cuối đêm. Và ăn đêm thì sao ạ? Một em bé 1 tháng tuổi nên được ăn đêm theo nhu cầu của mình khoảng 1 cho tới 3 lần vào ban đêm. Có một số mẹ thì nhắn cho Mommy Baby là giúp em với ạ, con em ban đêm cứ 1 tiếng dậy một lần. Các bạn tưởng tượng xem ạ, 1 tiếng dậy một lần có nghĩa là đêm em bé có thể dậy khoảng 8 lần, 9 lần đúng không ạ? Và như vậy thì cả mẹ cả con đều cực kỳ mệt. Nhiều người thì nói rằng là con nó đói nó dậy thì phải cho nó bú chứ, làm mẹ thì phải biết chăm con chứ. Nhưng mà vấn đề ở đây ạ, thứ nhất, con mà dậy 1 tiếng một lần thì không phải là do đói các bạn nhé. 1 tiếng ăn một lần thì không thể đói được ạ. Em bé dậy ở đây là do em bé bị khó ngủ, con không thể nối giấc chuyển giấc và con chưa có kỹ năng tự ngủ tốt. Và trong trường hợp này chúng ta hay giãn cự đêm hơn cho con, nghĩa là hãy dỗ con ngủ trở lại mà không cho con tí sữa mẹ. Các bạn lưu ý là buổi đêm em bé bú nhưng mà em bé không hề hoạt động đúng không ạ? Bú rồi ngủ, bú rồi ngủ, bú rồi ngủ. Và vì vậy, tốt nhất chúng ta hãy giãn cự 3 tiếng đồng hồ thì cho con bú một lần vào buổi đêm. Và lý tưởng thì em bé sẽ bú khoảng 1 cho tới 3 lần vào ban đêm. Có một số em bé thì rất là trộm vía, mới có 1 tháng tuổi thôi nhưng mà đêm thì con chỉ dậy có 1 lần thôi, hoặc là có một số em bé thì dậy 2 lần. Và những mẹ mà có con chỉ dậy 1 lần ý ạ thì rất là hoang mang và thường hỏi là con em như thế thì con em có bị làm sao không ạ? Nhưng mà cũng không bị làm sao đâu các bạn, đừng quá lo lắng nhá, bởi vì em bé đang kéo dài giấc ngủ đêm của mình hơn, con có khả năng tích trữ năng lượng tốt hơn, ngủ những giấc ngon hơn để có thể lớn lên trong chính giấc ngủ của mình. Có một điều quan trọng ở đây đó là bạn nên ghi chép lại tổng số lượng sữa mà con mình đã bú ban ngày để đảm bảo là con bú tốt vào ban ngày rồi thì đêm con không cần phải bú bù nữa. Còn nếu em bé nào mà đang bị lẫn lộn ngày đêm, tức là ban ngày con bú quá là ít, có những em bé ban ngày chỉ bú 300ml thôi các bạn hoặc là 200ml thì ban đêm chúng ta cần phải theo dõi con rất là sát sao và cho con bú bù để tránh việc là con bị bú quá ít trong cả một ngày dẫn tới việc là bị hạ đường huyết và ảnh hưởng tới sức khỏe của con. Và vì thế nếu như em bé của các bạn bú ban ngày tốt thì ban đêm em bú ít và em ngủ nhiều vào ban đêm là một điều đáng mừng chứ không phải là đáng lo đâu ạ. Dù con bạn theo nếp sinh hoạt nào, theo nếp của Tracy Hawk, tức là nếp sinh hoạt Easy, hay là theo nếp sinh hoạt của chuyên gia luyện ngủ Clara Dumeplin thì đó đều là những điều tốt các bạn nhé. Các em bé, mỗi người sẽ chọn cho mình một phương pháp khác nhau, cũng giống như người lớn thôi, mỗi người sẽ lại có một cá tính và một lựa chọn khác nhau đúng không ạ? Và dù em bé của các bạn theo nếp sinh hoạt nào thì Mommy Baby chúng mình hy vọng rằng video này sẽ hữu ích cho bạn và con của bạn. Mong là em bé của các bạn sẽ có những giấc ngủ thật là ngon, sinh hoạt chuẩn khoa học nhưng mà vẫn được đáp ứng đúng nhu cầu, đúng mong muốn của em. Và em sẽ cảm thấy là ngay từ khi mà mình bắt đầu ra đời thì mẹ đã luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, tôn trọng nhu cầu của mình để cho mình một nếp sinh hoạt thật là khoa học rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những video sau nói về nếp sinh hoạt, luyện ăn luyện ngủ cho các em bé 2, 3, 4 tháng tuổi. Vì thế, hãy nhấn subscribe để chúng ta có thể gặp lại nhau trong những video sau nhé. Tạm biệt các bạn!